Thông tin tiểu sử từ Hy Viên từ Hy Viên, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1976, với nghệ danh Đại S là Nữ diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn Giao Băng, Chiến Thần, Bong Bóng mùa hè, trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, cô đã từng là ca sĩ, từ hy viên cùng với em gái là Từ Hy Đệ đã tạo nên một nhóm nhạc song ca có tên là SOS Sister Ẩm um Opsu. Su. Chị em nhà họ Từ để tránh liên quan đến vấn đề bản quyền tên SOS nên đổi tên nhóm thành ASOS A. Sister Ẩm um Opsu Su album cuối cùng của họ mang tên Abnormal Girl, Từ Hy Viên làm đại diện cho. Hãng đồng hồ Thụy Sĩ là sô từ năm 2005 và tiếp tục ký hợp đồng gia hạn 3 năm vào tháng 4 năm 2008, ngày 22 tháng 3 năm 2011 từ hy viên kết hôn với doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi tại đảo Hải Nam.